đằng sau việc kê khai tài sản, Tô Đại Tướng tự vạch áo cho người xem lưng những gì. Công khai minh bạch của quan chức là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc phòng chống tham nhũng ở mọi quốc gia, kể cả ở Việt Nam. Song ở Việt Nam cũng như mọi vấn đề khác, kê khai tài sản chỉ mang tính hình thức và chỉ nhắm vào giới chức ở cấp thấp, còn những cán bộ là đảng viên có chức quyền thì ít khi họ kê thật. Xác minh thu nhập tài sản của 8 trưởng phòng thuộc Bộ Công an Việt Nam. Tờ báo Lao động vào ngày 23 tháng 2 cho hay, xác minh thu nhập tài sản của 8 trưởng phòng thuộc Bộ Công an. Bản tin cho biết vào ngày 23 tháng 2, Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định về việc xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong ngành công an vào năm 2024. Theo đó, qua bốc thăm ngẫu nhiên, Thanh tra Bộ Công an đã chọn ra 8 trưởng phòng để xác minh tài sản thu nhập. Các vị này thuộc các đơn vị như Cục An ninh Điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự, vân vân. Theo giới quan sát, đây là năm thứ 3 Thanh tra Bộ Công an tiến hành xác minh kê khai theo quy định của luật phòng chống tham nhũng. Nhưng việc tiến hành không theo đại trà theo quy định mà chỉ bốc thăm để chọn ra 8 cá nhân. Điều này cho thấy việc kê khai tài sản vẫn chỉ nặng về tính hình thức. Nhất là vào thời điểm này, chuyện cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca lại sở hữu một khối tài sản khổng lồ, đặc biệt là những bất động sản rất lớn, sang trọng, bị thâu tóm trong suốt một thời gian rất dài. Tại sao không bị phát hiện ra? Đây là nghi vấn mà dư luận xã hội đang đặt ra đối với ngành công an, mà cụ thể là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm. Hay như trong vụ án chuyến bay giải cứu, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, bị khởi tố bắt giam về tội nhận hàng chục tỷ đồng để mà chạy án. Trong quá trình khám xét tư gia, công an đã thu hàng trăm cây vàng, một số lượng tiền đô la không hề nhỏ. Với mức lương mà ông có, thì đây là khoản tiền rất lớn, không thể giải thích. Đó là minh chứng cho thấy việc kê khai tài sản cũng giống như việc kiểm tra nguồn gốc của tài sản của Bộ Công an lâu nay rất có vấn đề, thường bỏ qua bằng rất nhiều cách khác nhau. Và như vậy, cán bộ tiếp tục tham nhũng, ăn hối lộ. Trong khi việc công khai minh bạch tài sản của quan chức là một yêu cầu bắt buộc được quy định cụ thể của Bộ Chính trị về việc kê khai tài sản là điều bắt buộc đối với cán bộ, lãnh đạo. Dù rằng các cơ quan của Đảng và chính quyền Việt Nam đã ban hành rất nhiều quy định yêu cầu lãnh đạo phải kê khai đúng, đủ các biến động về tài sản hàng năm, thậm chí là 6 tháng đối với các công chức, công tác trong những ngành dễ tham nhũng, có nghĩa là rất gần với đồng tiền và rất dễ bị mua. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng là người tai tiếng với cú đúc thịt bò dát vàng tại London. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, việc Bộ Công an chủ động vạch áo cho người xem lưng là điều không bình thường. Tình trạng che giấu tài sản, kê khai không trung thực của các quan chức, công chức là rất phổ biến. Thậm chí lãnh đạo cấp cao nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không gương mẫu, không chịu kê khai tài sản của mình. Giới thạo tin tiết lộ căn biệt thự số 5 phố Thuyền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đứng tên chủ sở hữu là vợ Tổng Bí thư, bà Ngô Thị Mân, do Văn phòng Trung ương Đảng thanh lý với giá có 96 triệu đồng, thời điểm 2011, hiện có giá trị thị trường không dưới 3,6 triệu đô la. Ngoài ra, Tổng Bí thư còn nhận những món quà có giá trị rất lớn do đàn em thân cận cống nộp, ví dụ như thông tin cho thấy những khu biệt thự tại khu đô thị Shibuya, Nam Thăng Long mà con trai ông Tổng Bí thư là Nguyễn Phú Trường đang ở hiện nay là một trong hai căn biệt thự là quà biếu của tập đoàn Shibuya Indonesia có giá trị hơn 2 triệu đô. Và chắc chắn Tổng Bí thư sẽ không kê khai tài sản này. Đây là câu hỏi mà dư luận cũng đang đặt ra với ông Tổng Bí thư. Hơn thế nữa, nếu kiểm tra việc kê khai tài sản của bất kỳ quan chức nào thì dễ dàng phát hiện ra những sai phạm, nhất là chỉ thị của Đảng đã nhấn mạnh rằng nếu không trung thực kê khai với tổ chức sẽ là vi phạm nghiêm trọng. Như vậy, việc Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 tháng 10 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Lý do ông Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định trong việc kê khai tài sản. Ông này có đến hơn 3.000 tỷ gửi tại ngân hàng
và một số cổ phiếu trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Một số tiền khổng lồ với mức lương của công chức hiện nay tại Việt Nam. Thư kiến nghị gửi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ông cũng phải công khai tài sản làm gương. Đó là những động thái cho thấy việc chủ động tấn công các đối tượng và đối thủ chính trị của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là điều sẽ xảy ra trong một tương lai rất gần. Cũng xin được nhắc lại, Thường trực Ban Bí thư khóa 12, ông Trần Quốc Vượng trước đây đã từng cảnh báo về sự tha hóa, biến chất của lực lượng bảo vệ chế độ, cũng như lãnh đạo các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Tại Hội nghị Toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng có nói rằng đây là vấn đề quan trọng, cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay, sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mặc máy bay đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt, thì ta tự lật đổ ta thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin đằng sau việc kê khai tài sản, Tô Đại Tướng tự vạch áo cho người xem lưng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, .de. Thu xe vi phạm, lãng phí nguồn lực xã hội và tiền bạc của nhân dân cần bãi bỏ. Việc chính quyền Việt Nam đưa ra chính sách cấm tuyệt đối người lái xe có hơi men được cho là hợp lý, nhất là việc xử lý quyết liệt đối với các lái xe say xỉn. Nhưng vẫn có một số bất cập trong việc này. Đó là ngoài việc giới hạn nồng độ cồn bằng không gây ra nhiều bất cập lý, thì việc lực lượng công an thu xe vi phạm để rồi chất đống đã xảy ra nhiều hậu quả như tốn kém, lãng phí nguồn lực xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người lao động nghèo. Trong khi đó, các cơ quan chức năng vẫn loay hoay chưa tìm được cách giải quyết thực trạng này. Công an thu xe vi phạm về rồi đem chất đống và loay hoay tìm hướng giải quyết. Tờ báo Lao động vào hôm 18 tháng 2 đưa tin bãi tạm giữ xe vi phạm nồng độ cồn quá tải có thể được chi tiền mở rộng. Bản tin cho biết thời gian qua nhiều bãi giữ xe vi phạm giao thông ở các địa phương đã bị quá tải. Theo ghi nhận của báo Lao động, việc bãi xe Hà Đông, Hà Nội có đến hàng nghìn phương tiện, chủ yếu là xe máy được tập kết chất đống. Cũng theo thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, các cơ quan chức năng đã xử lý 71.382 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 29.099 trường hợp. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 35.684 phương tiện giao thông các loại. Theo quy định mới nhất của Bộ Công an, mức phạt vi phạm nồng độ cồn khá cao so với thu nhập trung bình của người dân Việt Nam, cao nhất có thể lên đến 8 triệu đồng. Đôi khi mức phạt còn cao hơn cả giá trị của phương tiện bị tạm giữ. Do vậy, không ít trường hợp người vi phạm đã bỏ xe, đành chịu mất phương tiện còn hơn phải nộp phạt. Điều này dẫn đến tình trạng số phương tiện bị tạm giữ tại các kho bãi ngày càng nhiều và đòi hỏi phải mở rộng kho bãi. Ngoài ra, để bảo quản phương tiện bị tạm giữ, cơ quan chức năng còn phải lắp đặt, bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy, bổ sung thêm nhân sự quản lý, gây tốn kém cho ngân sách của nhà nước. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm cũng là một người rất tài tiếng. Có ý kiến cho rằng nếu quá thời hạn tạm giữ với các phương tiện vi phạm trong một khoảng thời gian nhất định thì bán đấu giá phương tiện và nộp ngân sách. Tuy nhiên, giới luật gia khẳng định phương tiện vi phạm thuộc sở hữu của người dân, nếu không được người dân đồng ý thì việc bán đấu giá là bất hợp pháp. Theo Đài Á Châu Tự Do FA, luật sư Nguyễn Văn Miến đã khẳng định việc công an tự ý bán đấu giá xe của người dân khi chưa có sự đồng ý của họ là bất hợp pháp. Bởi vì những chiếc xe đó không phải là xe của công an, xe là sở hữu của người dân, chỉ khi nào người dân nói rằng tôi đồng ý để cho công an xử lý thì mới được. Công luận đồng tình và ghi nhận những nỗ lực của ngành công an trong việc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng trong nhiều trường hợp cảnh sát giao thông đã lạm dụng việc kiểm tra để tìm mọi cách thu giữ xe của người vi phạm. Theo quy định của Bộ Tài chính, người vi phạm khi đến nhận lại phương tiện bị tạm giữ thì phải trả chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản phương tiện trong thời gian tạm giữ.
với giá giữ xe vi phạm tại Hà Nội hiện nay được quy định cho xe máy là 8.000 đồng mỗi xe mỗi ngày đêm, xe ô tô đến 9 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống là 70.000 đồng mỗi xe mỗi ngày đêm. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, phóng viên của Thời báo.de được biết, dù người dân đã phải trả tiền giữ xe, nhưng xe của họ không được trông coi cẩn thận. Không chỉ là việc xe máy bị quăng quật, phơi nắng, phơi mưa, mà còn có tình trạng xe bị tháo gỡ, tráo đổi phụ tùng là hiện tượng hết sức phổ biến. Một trạm tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông ở Việt Nam. Một luật sư từ Hà Nội trao đổi với Thời báo.de với điều kiện ẩn danh cho biết, khi tạm giữ xe vi phạm của người dân, cơ quan công an phải có trách nhiệm giữ gìn tài sản của họ. Khi thu phương tiện, yêu cầu người ta tới nộp phạt, thì trong đó có thu cả tiền trông giữ bảo quản xe. Tức là anh phải có trách nhiệm giữ xe cẩn thận, chứ không để tình trạng thu tiền giữ xe, nhưng không bảo quản nguyên trạng phương tiện. Đồng thời, vị luật sư này cho biết, thực ra chỉ cần thu giữ giấy phép lái xe hoặc biển số của phương tiện vi phạm là đủ. Làm như vậy vừa nhẹ cho người dân mà không mất tiền bến bãi trông gửi xe. Công luận cho rằng việc Quốc hội cho phép Bộ Công an được hưởng tới 85% tiền phạt, tức là nhà nước mặc nhiên cổ vũ khích lệ cho việc xử phạt, đó là hành vi coi dân là con bỏ sữa. Và công luận cũng thấy rằng không nên áp dụng xử phạt một cách quá cứng nhắc như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin thu xe vi phạm lãng phí nguồn lực xã hội và tiền bạc của dân cần bãi bỏ. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.